Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông-búc. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân thị trấn Bưng Đờ Rang tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức liên hoan tìm hiểu kiến thức pháp luật phòng chống bạo lực gia đình. Hội nghị phổ biến các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra bán đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Chiều ngày 27 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thị trấn Bưng Đờ Rang tổ chức kỳ họp chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Trọng Sang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thị trấn Bưng Đờ Rang khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với nhiều nội dung, trong đó các đại biểu của Hội đồng Nhân dân thị trấn đã tập trung thảo luận, biểu quyết, thống nhất thông qua đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn. Cùng với đó, tại kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết 100% thông qua 5 tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Bưng Đờ Rang khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hoàng Trọng Sang, nguyên Bí thư thị trấn, do chuyển vị trí công tác mới. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị trấn đối với đồng chí Nguyễn Thanh Sửu, nguyên trưởng công an thị trấn, lý do chuyển vị trí công tác mới và biểu quyết thông qua tờ trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị trấn Bưng Đờ Rang khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tạ Quang Vĩnh Duy, trưởng công an thị trấn mới nhận nhiệm vụ. Ngày 27 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức liên hoan tìm hiểu kiến thức luật phòng chống bạo lực gia đình. Đến dự với liên hoan có 5 đội thi đến từ 5 tổ truyền thông cộng đồng của các xã và thị trấn. Liên hoan tìm hiểu kiến thức luật phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp hội trong thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về các hình thức, giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và thu hút hội viên. Với nội dung tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, theo quy định của luật, tập trung vào những điểm mới, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống bạo lực gia đình, xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Các đội tham gia sẽ trải qua 4 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức, xử lý tình huống và sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm. Ở các phần thi, các đội đã thể hiện sự am hiểu của mình về kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, xử lý các tình huống bạo lực có thể xảy ra một cách khéo léo, tinh tế. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao 4 giải phụ cho các phần thi có thành tích cao và trao giải nhất cho đội thi đến từ xã Chư Né. Giải nhì được trao cho đội thi đến từ xã Chư Bâng. Giải ba trao cho đội thi đến từ thị trấn Bưng Đờ Rang và 2 giải khuyến khích trao cho đội thi đến từ xã Chư Bô và E Xin. Sáng ngày 28 tháng 6, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật đã tổ chức hội nghị phổ biến các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tham dự hội nghị phổ biến các luật mới gồm các thành phần là công an các xã thị trấn, cán bộ tư pháp, hộ tịch, công chức địa chính, trưởng phó các thôn buôn trên địa bàn các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới, nội dung cơ bản của luật đất đai, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật căn cước và nghị định 95 ngày 29 tháng 12 năm 2023, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Đây là các luật có ý nghĩa quan trọng liên quan đến hoạt động của các cơ quan đơn vị địa phương và đời sống nhân dân. Hội nghị nhằm triển khai kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nhất quán, nghiêm minh, hiệu quả.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, tại thao trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Búc đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ, dân quân cơ động và dân quân tại chỗ năm 2024. Tham gia kiểm tra có lực lượng dân quân tự vệ của 11 đơn vị, trong đó có 208 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, 56 chiến sĩ dân quân cơ động và 28 đồng chí dân quân tại chỗ của các địa phương. Các chiến sĩ tham gia đợt bắn kiểm tra sẽ thực hiện bắn đạn thật đối với bài 1 súng tiểu liên AK và AR-15. Đây là đợt kiểm tra định kỳ hàng năm nhằm đánh giá kết quả trình độ bắn nhanh, bắn trúng, bắn trụm vào mục tiêu cố định ban ngày của lực lượng dân quân tự vệ, làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2025 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn. Theo đánh giá sơ bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng tham gia kiểm tra bắn đạn thật năm nay đều đạt kết quả tốt. Nhìn chung, các cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, dân quân cơ động và dân quân tại chỗ của các đơn vị đều bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng quy tắc điều kiện của bài bắn, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, mệnh lệnh của người chỉ huy bắn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị trong quá trình kiểm tra. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.